Anh hướng cái đầu tao ngầu đầu xíu nha. Ok, bạn ngầu đầu không? Ngầu như mình rồi bạn. Ừ, được hết, cả lắm. Để hai máy cũng được. Gặp em tưởng che mãi kìa. Không sao đâu, nó đang quay phim mà. Nãy anh chụp cái đầu gối em rồi đúng không? Chứ lên chụp cái đầu trai ấy nha. Chỉ xài cái mày quất keo lên rồi. Nhìn được khen không? Cho gái với cua được chơi. Ừ. Chú ơi, xong cái mẹ điện thoại thôi. Thấy người vòng vòng rồi đó. Hãy cho mang comment với các bạn. Con gà. Mình thân bạn nha. Ông nội mày nè. Mày mừng cái bụng cơ. Mới là heo. Heo. Hello mọi người, đến với kênh Viber Shop ký tóc dài nè. Quá dễ chịu rồi, thấy chạy. Hello mọi người. Hello mọi người. Mình là thằng Di Lắc hả? Mình là thằng Bát Chim. Đây là ký tóc dài. Tóc dài chào các bạn. Hôm nay mình mới tuyển được một cái thợ quay phim được thành. Bát Chim. Thành Chim Bao. Thành Chim Bao luôn. Xin chào thằng Chim Bao nha. Đây là chiếc tóc dài và anh Trường tóc ngắn. Đây Minh Cọ. Nghi ngáo. Mày chuyên nghiệp chứ. Các anh, phải chuyên nghiệp qua đây luôn. Rút về là chơi xa xa rồi. Đó. Ông chơi, ông có làm chuyên nghiệp nào vậy nè. Bước dẫu anh đi. Đó, rút rồi. 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 Đó, rút rút rồi. Đó, 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 rút rồi. Ờ, nó quay đâu rồi, nó quay đâu rồi. Sao ta? Bấm cái nón đó hai cả hai lần, bấm cái nón đây chọn ra bấm. Cái nào? Nón chọn ra là ấn cho hai lần, bấm bấm. Thấy không, được không? Thấy không? Chọn 1, 2. Hai cái đúng không? Rồi. Sao nó? Nó mặc gì chẳng luôn. Nó quay em nè. Đó, ở đưa ra rồi không? Phải chuyên nghiệp, phải chạy ra ngoài đường rồi, cái đủ chuyên nghiệp lên. Chuẩn bị. Đó. Ở ngoài đây quay nó đẹp hơn á. Quay vô đẹp hơn. Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đấy bạn. Các bạn đến với shop Viber shop tức trí đó. Giới thiệu với bạn. Xin chào các bạn, mình là Trí Tóc Dài đến từ Phước Long, sân bay Long Hải. Nếu mà mọi người ghé tới ủng hộ con. Anh em ghé tới ủng hộ nha. Mở cửa từ 7 giờ sáng hả? Barbie shop. Hello. Barbie shop. Barbie shop tức trí. Barbie luôn. Barbie shop tức trí. Ở ngoài tao đâu hết. Cạn lên trường không? Cường ngồi lên dưới cổ tay ra để cổ tay ra. Ấm vô cái nút ở dưới. Cửa cổ tay lên. Không quen á, chưa quen á anh nữa không? Quay lại
chạy kéo. Các kiểu này phải sắm chiếc xe lăn nó cho Huy nó kéo này bao mày đó thằng cho Huy nó kéo không kiểu này kiểu gì Undercut Bombardier đúng không? Đó đó với không gian của Paper Sim trí cấp dài thì các bạn có thể chờ đợi có thể Thiện ơi có cái này hay là nó nhẹ không nó vừa là cũng vừa thì đó luôn mà nó không bị rung ha đúng rồi. Sao kỳ ta nó có chế độ chống rung bỏ cái điện thoại em nó rung vậy không anh nó rung không rung anh lồng nhạc vô là hay hay luôn lồng nhạc vô đi bụi vô ha đúng rồi rồi ok rồi ok các bạn đầu quá đẹp nè đẹp quá hên quá tưởng nãy giờ hành nó tắt rồi chứ ok đây là quả đầu chi tóc dài mới cắt xong rồi bây giờ mọi người xem qua hình nha.